Ở đây có hai cái trứng nha, cái trứng bách thảo này là chưa luộc, còn cái trứng bên đây là luộc rồi nè. Mình ăn thử cái trứng luộc rồi trước nha. Rồi mình xúc ra thử coi. Wow, nó hơi dẻo dẻo mọi người ơi, hơi dẻo dẻo. Rồi chấm thử với một miếng muối tiêu chanh nha. Cũng dễ ăn nha. Cái luộc rồi này ăn ngon à. Cái đèn này thôi chứ ăn thơm thơm. Cái lòng đỏ ăn dễ dẻo. Mà nó hơi có vị hăng hăng á mọi người ơi. Cái này bỏ vô súp thì ăn tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ qua cái trứng mà chưa có luộc. Thì cái trứng bách thảo này làm nghe đồn là ăn sống kiểu như vậy nè, người ta ủ lên là nó đã chín rồi đó mọi người, mình khỏi còn phải luộc nữa. Mà chưa đó, giờ chưa có ăn thử cái loại mà chưa luộc. Nó cũng sẽ có cái mùi hăng. Wow, cái chưa luộc này thì nó dẻo, dẻo quẹo luôn nè. Nó dẻo quẹo à. Nó hăng hơn nha. Hăng hơn. Ăn không không chấm thử coi. Ăn thử tới cái chồng đỏ coi xem sao. Nhưng theo mình đánh giá cái nào ngon hơn á, thì mình sẽ chọn cái luộc ngon hơn nha. Còn cái chua luộc thì ăn nó hăng hơn, khó ăn hơn.